Chào anh em nhé. Mấy hôm trước quên mất test lại không test cái bông đa sắc nào cho anh em xem. Mấy anh em hỏi là cái dòng S550 này có đa sắc hay không, thì tất nhiên là chắc chắn một điều là nó phải có rồi anh em nhé. Ở đây em đang test cái bông đa sắc của nó cho anh em xem đây. Quá đẹp luôn đúng không anh em? Với mức giá là 11.800.000 đồng, cả đèn mới, cả thùng mới và lại cùm móc liền luôn, bảo hành 1 năm, tội gì anh em không đầu tư. Đấy. Quá nét đúng không anh em?